Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ngày mới. Hôm nay chúng tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019. Xin chúc quý vị có một ngày làm việc suôn sẻ, thuận lợi để có một năm vạn sự hanh thông. Chương trình ngày mới hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, có một cô học trò nhỏ phát hiện mắc bệnh ung thư và phải tháo bỏ một chân khi ở độ tuổi trăng tròn, nhiều ước vọng. Gác lại hết những buồn thương, em vẫn đến trường để viết tiếp những ước vọng của mình. Câu chuyện Ai Thế Nào Vì Sao Hôm Nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ cô học trò nhỏ nhiều nghị lực này. Thời điểm này tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nắng nóng đã xuất hiện với cường độ mạnh, cảnh báo cháy rừng ở cấp 4 là cấp nguy hiểm. Công tác phòng chống cháy rừng được các cấp các ngành chức năng triển khai như thế nào sẽ được chúng tôi đề cập trong Gõ Cửa Ngày Mới. Còn bây giờ chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Bộ Công Thương hỗ trợ các dự án ngành ô tô. Xuất khẩu hạt điều tăng nhẹ. Cơ hội và thách thức với nông nghiệp. Khách du lịch nhộn nhịp đến Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán 2019. Ngư dân xuất bến đầu xuân mới. Mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế. Bộ Công Thương cho biết, năm nay Bộ sẽ thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ gia tăng sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ xây dựng thí điểm chuỗi cung ứng ngành ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án có quy mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các thương hiệu và dòng xe chưa có tại khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ô tô đa quốc gia. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 111 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, khắc phục những bất cập về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Riêng về công nghiệp hỗ trợ, Bộ sẽ triển khai các đề án theo các chương trình đã phê duyệt như công nghiệp ô tô, điện tử. Trong đó tập trung vào khâu tổ chức kết nối để các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập. Giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 1 ở mức 8.171 đô la Mỹ một tấn, tăng 1% so với tháng 12 năm 2018, nhưng giảm 20,3% so với tháng 1 năm 2018. Nguyên nhân được Bộ Công Thương lý giải là do vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu hạt điều nguyên liệu giảm, nhiều lò tách vỏ hạt điều thô đã nghỉ sản xuất. Giá hạt điều tại Việt Nam hiện ở mức 350.000 đồng một ký, trong khi hạt điều rang muối có giá là 360.000 đồng một ký. Trên thị trường thế giới, tháng 1 năm 2019, giá hạt điều biến động trong biên độ hẹp cho đang vào vụ thu hoạch tại nhiều quốc gia như Brazil, Indonesia, Kenya, trong khi nhu cầu không tăng. Theo các chuyên gia kinh tế, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu nông sản nước ta, đặc biệt là các ngành hàng có thế mạnh như là rau quả, lúa gạo, các sản phẩm cây công nghiệp. Tuy nhiên, thách thức mà hiệp định này mang lại cũng không nhỏ, đặc biệt là với ngành chăn nuôi. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có hiệu lực với Việt Nam. Nhiều mặt hàng rau quả vào các nước trong khối như Canada, Nhật Bản, Australia đã bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế. Nhiều cơ hội lớn đã mở ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Yêu cầu của thị trường này rất lớn, chỉ do mình không làm đủ cho họ thôi. Sợ mình không làm đủ tiêu chuẩn cho họ thôi. Trái ngược với ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi được đánh giá là sẽ đón nhận từ CPTPP thách thức nhiều hơn là cơ hội. Thách thức hàng đầu là giá thành. Chẳng hạn hiện nay giá thịt heo hơi của Việt Nam ở mức 45.000 đồng một ký, nhưng ở nhiều nước trong khối CPTPP chỉ khoảng 32.000 đồng một ký. Mức thuế nhập khẩu thịt sẽ được giảm xuống 0% trong 4 đến 8 năm tới với các nước thuộc CPTPP, có nghĩa là người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm nhập khẩu rẻ hơn như thịt bò từ Úc, New Zealand, thịt gà và heo từ Canada hay Mexico. Các nhóm thực phẩm hiện nay thì nước ngoài, các cái nước của CPTPP có lợi thế hơn chúng ta về khoa công nghệ, về tiềm lực kinh tế, về sự đầu tư và cụ thể hơn là về giá thành sản xuất hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là một cái áp lực tích cực cần thiết. Ngay cả các ngành hàng được coi là có nhiều cơ hội từ hiệp định thì cũng không hẳn là không có thách thức. Đơn cử đối với rau quả hay lúa gạo, khi thuế quan được gỡ bỏ sẽ có hàng rào thương mại mới
cụ thể là các hàng rào kỹ thuật. Ví dụ như Nhật Bản, anh phải xem là từ đất đai, nguồn, chăm bón, nước nuôi, kiểm tra vi sinh vật, người ta kiểm tra an toàn, vệ sinh lên hàng đầu. Rõ ràng CPTPP mang đến cả cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp. Để tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, phụ thuộc vào việc các ngành hàng nông sản có đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng mà các thị trường trong khối CPTPP đặt ra hay không. Thưa quý vị, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt, có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới lạ. Đó là lý do mà Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục được khách du lịch đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Như thường lệ, thành phố Vũng Tàu tiếp tục là địa phương thu hút đông khách du lịch nhất trong tỉnh. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay được nghỉ 9 ngày. Thời tiết giao thông đến Bà Rịa Vũng Tàu ngày một thuận lợi, nên khách đến vui chơi tắm biển tại Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là thành phố Vũng Tàu rất đông. Nên hầu hết các khách sạn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đều đạt công suất buồng phòng trên 90%. Đa phần trong số này đều là khách đặt phòng từ trước. Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, trong 8 ngày Tết từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 6 Tết Kỷ Hợi, thành phố Vũng Tàu đã đón và phục vụ gần 450.000 lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018. Đặc biệt, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, các bãi tắm, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch luôn chật kín người với hơn 250.000 lượt khách. Nhằm phục vụ du khách đến tham quan du lịch những ngày trước và trong dịp Tết, đoàn kiểm tra liên ngành về giá thành phố Vũng Tàu đã tăng cường kiểm tra về giá dịch vụ, trong đó tập trung vào một số cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ lưu trú đã từng bị du khách phản ánh về tình trạng gian lận ép giá, nhằm tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở này chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Với số lượng khách đông như vậy, cho nên là chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị từ trước là xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để phối hợp với các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố và các phường có liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và bảo vệ an toàn cho du khách vui chơi tắm biển trong thời gian vừa rồi. Để phục vụ du khách, bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất không tăng giá vào dịp Tết, các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, ẩm thực, tạo sự an tâm và hài lòng cho du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại phố biển. Nói chung là khu lịch săn khu xanh thì đã có từ lâu. Thế thì tôi phụ trách được 2 năm nay. Thì chúng tôi đã tái đầu tư một số tiền cũng tương đối lớn để về sửa chữa mặt bằng, nâng cấp và nhà mát. Thế rồi đường mặt bằng để cho xe đậu, để tổ chức các nhân viên thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà phát huy để cho phục vụ cho khách ưu đãi, để cho khách tập trung các thành phố và các tỉnh để xuống Vũng Tàu. Như cái nhận định thì từ cái ngày mùng 2 cho đến hết cái ngày mùng 6, cái lượng khách đổ xuống Vũng Tàu thì du xuân thì nó tương đối là đông. Các cái khách sạn cũng như khách sạn Thủy Vân thì cái lượng khách so với cùng kỳ tăng khoảng 10%. Thì để ổn định cái tình hình kinh doanh thì về phía khách sạn thì cũng cái giá chỉ tăng khoảng 15-20%. Dạ, em từ Biên Hòa đi xuống, và tại vì Biên Hòa Vũng Tàu nó gần chỗ em, với lại xuống dưới này nó cũng thoải mái hơn với lại so với mọi chỗ khác. Thì tụi em mới rủ nhau xuống đây, tụi em tự túc bằng xe máy. Và nếu mà ở trong góc độ du lịch á, thì giá cũng phải chăng. Còn vệ sinh thì em thấy thì nó cũng sạch sẽ. Chung mình vô thì nó không có xíu biển, nên mà xuống biển ở Vũng Tàu nói chung là rất là mát mẻ. Giá cả thì vô du lịch thì nó cũng giá dài cũng không đến nỗi là mát. Lượng khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, theo đánh giá của ngành du lịch, đều tăng khả quan so với cùng kỳ năm 2018. Đây được xem là tín hiệu vui cho hoạt động du lịch trong những ngày đầu năm mới. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu du lịch huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, thì trong ngày hôm qua 10 tháng 2, tức là mùng 6 Tết, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn hai huyện đã đón và phục vụ hơn 8.000 lượt khách, giảm mạnh so với 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Trong ngày nghỉ Tết cuối cùng, số lượng khách du lịch đến huyện Long Điền và Đất Đỏ giảm mạnh. Nguyên nhân là do khách phương xa đến đây tham quan nghỉ dưỡng, chủ yếu trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5. Còn hôm qua, phần lớn khách trả phòng để trở về. Theo các khu, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ, khách du lịch đi vui chơi tắm biển trong ngày mùng 6 Tết, chủ yếu là người dân địa phương. Trước đó, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi, huyện Long Điền đón khoảng 30.000 lượt khách, huyện Đất Đỏ đón khoảng 12.500 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng.
Thưa quý vị, hôm qua, mùng 6 Tết, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, bà con ngư dân bắt đầu xuất bến. Những chuyến biển đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019 mang theo mong ước của ngư dân thuận buồm xuôi gió để cả năm gặp nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang. Chuyến biển đầu xuân luôn được các chủ tàu chuẩn bị rất chu đáo bởi quan niệm có suôn sẻ đầu năm mới may mắn cả năm. Việc chuẩn bị cho chuyến mở biển được ngư dân thực hiện từ trước Tết, tức là khi đưa tàu thuyền vào bờ nghỉ Tết. Để tàu thuyền không phải chờ đợi lấy nhiên liệu ra khơi cho chuyến biển đầu năm, ban quản lý các cảng cá đã sắp xếp lịch trình cho từng tàu ghe lấy nhiên liệu, ngư lưới cụ trước và trong Tết. Mở biển năm nay, giá cả hầu hết các mặt hàng nhu yếu phẩm, xăng dầu, ngư cụ đều ổn định. Bên cạnh đó, hầu hết các tàu đều có đủ thuyền viên, nên ngư dân, nhất là các chủ tàu, rất phấn khởi. Ô phô đồ đầy đủ, trên ga thuyền đầy đủ hết, đầu biên phòng là chứng nhận nó kiểm tra đầy đủ hết, bà con đi. Bà con làm ăn gặp nhiều may mắn. Theo quan niệm của ngư dân, ngày lành mở biển năm nay có nhiều đợt, mùng 6 Tết, mùng 8, mùng 9, mùng 10 và có đợt đến tận rằm tháng Giêng. Cũng theo kinh nghiệm dân gian, đầu xuân thường có nắng ấm, gió êm, hải sản dồi dào nên nhiều ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn ngày mở biển sớm nhất. Theo thống kê của các cảng cá, hôm nay mùng 6 Tết có khoảng 30% tàu thuyền trên địa bàn tỉnh ra khơi. Thì bây giờ mình nói với mình giá vậy thôi, trên mưa thuận gió hòa. Cá tôm đầy ghe, thậm chí mình cũng giá cho hết trong cái ngư dân, chứ cái nghề nghiệp của mình làm. Ai cũng vậy, cho mình phải mình giá riêng cho bản thân mình đâu. Trước khi xuất bến ngày đầu năm, các tàu đều thay mới lá cờ Tổ quốc. Với ngư dân, cờ Tổ quốc trên tàu cá mang ý nghĩa thiêng liêng, là dấu hiệu sinh tồn giữa biển khơi, khẳng định tâm thế ngư dân Việt Nam, chủ quyền biển đảo Việt Nam, nên màu quốc kỳ phải luôn tươi sáng. Năm 2018, mặc dù thời tiết không thuận lợi, giá vật tư, lương thực, ngư cụ đều tăng, nhưng nhờ khai thác theo tổ nhóm đoàn kết nên hầu hết các tàu đều thực hiện được từ 9 đến 10 chuyến biển. Sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh vì thế đạt trên 336.000 tấn, đạt kế hoạch đề ra. Năm nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa tàu cá, thúc đẩy đánh bắt xa bờ, khuyến khích thành lập các đội hậu cần trên biển. Điều này sẽ tạo điều kiện góp thêm động lực để ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu vững vàng hơn, nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm bám biển, bám ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì sáng qua, diêm dân trên địa bàn tỉnh cũng đã tất bật xuống đồng thu hoạch lứa muối đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019. Do thời tiết thuận lợi nên lứa muối đầu xuân Kỷ Hợi năng suất đạt cao, khoảng trên 10 tấn một hecta. Hiện tại với giá muối ổn định 1.200 đồng một ký muối sạch và 1.000 đồng một ký muối thô, diêm dân đạt lợi nhuận khoảng 6 triệu một hecta một lứa từ 10 tới 15 ngày. Theo bà con diêm dân, mặc dù thời điểm đầu vụ thời tiết mưa bão nhiều ảnh hưởng đến sản xuất muối, nhưng từ trước Tết Nguyên Đán đến nay thời tiết nắng nóng kéo dài rất thuận lợi cho sản xuất. Diêm dân đang kỳ vọng một năm mới bội thu cho ngành muối. Vòng quay 24 giờ tiếp tục với một số thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch, sức mua tại các trung tâm thương mại siêu thị tăng từ 30 đến 35% so với ngày thường. Giá cả các mặt hàng công nghệ, phẩm chế biến lẫn hàng thực phẩm tươi sống đều ổn định do nguồn cung lớn. Giá thịt bò, gia cầm, hải sản, rau củ quả có tăng nhẹ so với ngày thường. Năm nay nhiều chợ siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa từ mùng 2 Tết. Theo ghi nhận, giá cả đa số các mặt hàng đều ổn định. Một số mặt hàng rau củ quả và thực phẩm tươi sống chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng bằng và thấp hơn những ngày cận Tết. Những ngày Tết, các quầy hàng hải sản tại chợ Bà Rịa đều mở cửa đón khách. Đặc biệt trong ngày mùng 6 Tết, lượng khách mua hải sản khô khá đông. Với sự phong phú về chủng loại, giá cả, chất lượng lại đảm bảo, nên hải sản khô là mặt hàng được du khách ưu tiên lựa chọn hàng đầu khi tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu. Theo các hộ kinh doanh hải sản khô tại chợ Bà Rịa, thời điểm này, lượng tiêu thụ các mặt hàng tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, nhưng các tiểu thương đều giữ giá ổn định. Các đại lý công ty kinh doanh mặt hàng tiêu cà phê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, giá tiêu cà phê mua vào và bán ra trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 tiếp tục giảm. Cụ thể, giá hạt tiêu đen hiện chỉ còn 48-46 ngàn đồng một ký. Mức giá này nếu nông dân bán ra sẽ chịu thua lỗ nặng vì thấp hơn giá thành. Đây là mức giá tiêu thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Do đó, nhiều nhà vườn trồng tiêu chưa dám thu hoạch vụ tiêu mới 2019. Giá cà phê thế giới ở mức thấp kéo theo giá cà phê trong nước giảm xuống còn 33.500 đồng một ký, khiến người trồng cà phê phải chịu thua lỗ lớn, bởi giá thành ở mức 37-38 ngàn đồng một ký.
Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu hạt tiêu, cà phê trong quý 1, quý 2 năm 2019 ít có biến động về giá. Như vậy, giá tiêu và cà phê vẫn ở mức thấp. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, thì tính đến ngày 6 Tết, số bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là hơn 110.000 người. Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thì trước đó Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện trực 24/24 giờ, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện và không được từ chối hoặc là để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho gần 46.000 bệnh nhân, nhập viện điều trị nội trú cho hơn 31.000 bệnh nhân. Ngoài ra, các bệnh viện cũng thực hiện 2.900 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 48 ca phẫu thuật chấn thương sọ não. Từ sáng ngày 28 Tết đến hết ngày 6 Tết đã có hơn 4.700 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau. Trong số đó, hơn 2.600 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tức từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, làm bị thương 18 người, hư hỏng 5 xe ô tô, 16 xe mô tô, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 4 địa phương có tai nạn giao thông chết người là thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, số người chết giảm 9 người. Tuy nhiên, số người bị thương tăng 4 người. Thưa quý vị, dù mắc căn bệnh hiểm nghèo, ung thư sụn xương và phải tháo bỏ một chân, trải qua nhiều đau đớn vì bệnh tật, nhưng có một cô học trò vẫn quyết không từ bỏ khát vọng trở lại trường học. Cô học trò đề nghị lực ấy chính là Nguyễn Thùy Vân, cựu học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô học trò nghị lực này. Tháng 4 năm 2017, khi đang chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi, Nguyễn Thùy Vân, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu, bỗng cảm thấy đau buốt ở hai đầu gối và quỵ xuống. Tưởng con chỉ bị bong gân, nên ba mẹ Vân dùng thuốc xoa bóp. Nhưng khi thấy con ngày càng đau, ba mẹ Vân đưa em lên khám ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình và bệnh viện Chợ Rẫy. Cả hai bệnh viện đều chẩn đoán Vân mắc bệnh ung thư sụn xương với tiên lượng xấu. Để ngăn không cho các tế bào ung thư xâm lấn sang các bộ phận khác trên cơ thể, Vân phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân trái. Đây là nỗi đau lớn đối với gia đình và cô học trò giỏi đang chuẩn bị thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Khi con gái tôi phát hiện ra bị mắc căn bệnh ung thư xương, tôi và gia đình rất buồn và đã cố gắng đưa cháu lên trên bệnh viện chấn thương chỉnh hình và bệnh viện Chợ Rẫy, nhờ các bác sĩ và tận tình cứu chữa cho cháu, làm sao cứu được tính mạng cháu. Gần nửa năm điều trị là ngần ấy thời gian Vân phải chịu đựng biết bao đau đớn bởi căn bệnh hành hạ và những lần phẫu thuật cắt bỏ chân. Dù vậy, Vân vẫn luôn vui vẻ, lạc quan để khích lệ tinh thần gia đình và cả chính bản thân mình. Lúc nào cháu cũng tự động viên cháu, mẹ ơi con sẽ cố gắng cùng với cha với mẹ để con vượt qua, để con có một cái sức khỏe hơn nữa để mai mốt con còn đi học, con còn đi học và cùng chung vào với các bạn. Mặc dù em đã mắc căn bệnh ung thư này nhưng em không bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Là từ bỏ cuộc sống, bởi vì em nghĩ ba mẹ đã cho em hình hài này, cho em cuộc sống này, thì mình phải vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời của Vân cùng sự chăm sóc tận tâm của các bác sĩ và gia đình nên điều kỳ diệu đã đến với Vân. Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau khi trở về nhà, dẹp bỏ sự mặc cảm tự ti với một bên chân gỗ, Vân xin ba mẹ đến trung tâm đào tạo Lan Anh tại phường 7, thành phố Vũng Tàu ôn lại chương trình lớp 9 với quyết tâm thi đậu vào lớp toán tin của trường chuyên Lê Quý Đôn và cao hơn nữa là trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Cái sức ảnh hưởng của bạn đấy đến với những học sinh tại trung tâm và kể cả những thầy cô giáo ở đây nữa cũng rất là nhiều. Bởi vì nhìn một cô bé
bây giờ có thể gọi là tật nguyền đấy, đi lại rất là khó khăn mà lúc nào cũng rạng rỡ một nụ cười trên môi. Vào học thì rất là nghiêm túc, khiến cho những học sinh cùng lớp hoặc các bạn bè xung quanh tự thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Em không nghĩ là chỉ riêng mình em mà bạn Vân có thể còn thắp sáng cho thêm nhiều học sinh khác cái ý chí vượt khó để đạt được ước mơ mình mong muốn. Bệnh tật có thể đã cướp đi sự nhanh nhẹn về thể chất của cô học trò năng động, giỏi giang Nguyễn Thùy Vân, nhưng không thể cướp đi ý chí, nghị lực của em. Hiện nay, Thùy Vân đang chăm chỉ ôn luyện để thực hiện ước mơ là học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn vào tháng 5 này. Tình hình thế giới trong 24 giờ qua có những biến động gì? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại trong bản tin Thế giới 360 độ. WTO cho phép Hàn Quốc áp thuế gạo đồ Mỹ. Thái Lan chuẩn bị trình đề nghị gia nhập CPTPP. Campuchia đón gần 1 triệu lượt du khách dịp Tết Nguyên Đán. Trải nghiệm lửa và băng cùng lúc trong khách sạn băng tại Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa ra phán quyết cho phép Hàn Quốc áp thuế trả đũa 84,81 triệu đô la Mỹ một năm với những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, nhằm đáp trả lại các biện pháp mà nước này áp dụng với mặt hàng máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tranh chấp thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ nổ ra vào năm 2012 khi Mỹ áp thuế chống bán phá giá với máy giặt của công ty điện tử Samsung và LG của Hàn Quốc, với lý do hai hãng này đã hạ giá quá rẻ mặt hàng máy giặt trong chương trình khuyến mãi đặc biệt ngày thứ Sáu đen tối cùng năm nay. Vào tháng 8 năm 2013, Hàn Quốc khởi kiện lên WTO. Đến tháng 1 năm 2016, tiểu ban giải quyết tranh chấp của WTO đã tuyên Mỹ thua kiện, cho rằng việc Mỹ coi chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp Hàn Quốc là một hình thức bán phá giá có chủ đích, không phù hợp với quy định của WTO. Tuy nhiên, Mỹ không chịu tuân thủ đầy đủ phán quyết của WTO. Đến tháng 1 năm 2018, Hàn Quốc đã trình lên WTO đề nghị phê chuẩn đình chỉ nhượng bộ thuế quan với Mỹ, cụ thể là áp thuế trả đũa 711 triệu đô la Mỹ một năm với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa chỉ thị Bộ Thương mại nước này trình đề nghị trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bên cạnh CPTPP thì chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các chuyên gia phải khẩn trương hoàn thành đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong năm nay. Phát biểu tại cuộc họp với quan chức cấp cao của Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng Thái Lan ông Somkit Yatrupitat nhấn mạnh, lập trường rõ ràng của chính phủ Thái Lan về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là RCEP sẽ góp phần thúc đẩy tâm lý tích cực trong thương mại và đầu tư. Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong những ngày Tết Nguyên đán, nước này đã đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch cả trong và ngoài nước, tăng trên 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách du lịch trong nước tăng trên 11%, khách quốc tế tăng hơn 2,5%. Tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, nơi có quần thể kiến trúc Angkor Wat nổi tiếng, lượng du khách đổ về rất đông những ngày Tết Nguyên đán 2019. Theo Sở Du lịch tỉnh Siem Reap, trong những ngày qua, tỉnh này đã đón hơn 90.000 lượt du khách, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng mạnh nhất là khách quốc tế với hơn 40.000 lượt người. Tại tỉnh Mondulkiri ở đông bắc Campuchia, một địa phương nổi tiếng về du lịch sinh thái, trong những ngày qua cũng đã đón hơn 20.000 lượt người tới tham quan, tăng hơn 12% so với năm ngoái. Trong năm 2018, Campuchia đón hơn 5 triệu lượt du khách và ngành du lịch đóng góp 32,4% GDP của nước này. Những thông tin thú vị liên quan lĩnh vực văn hóa, ẩm thực và thời trang sẽ tiếp nối bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, vừa cảm nhận sự ấm áp của lửa, lại vừa rung cầm cập với sự buốt giá của băng. Đây là trải nghiệm độc đáo mà một nhà hàng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đem đến cho du khách trong tháng 1 giá rét. Tại đây thì các du khách sẽ ngồi bên những nồi lẩu nghi ngút khói và những chai rượu vodka trong một ngôi nhà được xây dựng toàn bằng băng, bên cạnh dòng sông băng Tùng Hoa. Nhiệt độ bên trong nhà hàng Ice Palace ở mức dưới 0 độ và du khách sẽ xì sụp bên những nồi lẩu bốc khói nghi ngút, xung quanh là đèn lấp lánh được làm từ băng. Do bia sẽ bị đóng băng chỉ trong vòng 20 giây, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn rượu vodka với những chiếc cốc cũng bằng băng. Cáp Nhĩ Tân là một trong những thành phố lạnh nhất ở Trung Quốc, nhiệt độ có thể lên tới âm 35 độ C.
Thành phố này nổi tiếng với những lễ hội mùa đông và nhiều hoạt động liên quan tới tuyết và băng, trong đó phải kể đến lễ hội băng đăng, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 và kéo dài tới đầu tháng 3. Món ăn cực phẩm Jamon Iberico là món thịt heo muối nổi tiếng và ngon nhất thế giới của Tây Ban Nha. Món ăn này được làm từ giống heo đen quý hiếm ở vùng bán đảo Iberia và được sản xuất chế biến hết sức công phu. Nhờ ăn hạt sòi nên thịt và mỡ của heo đen có mùi thơm rất đặc trưng và không lẫn với thịt heo nuôi bằng các thực phẩm khác. Ngoài ra, cách ướp muối và bảo quản thịt heo cũng không kém phần quan trọng. Phần đùi sau khi được cắt bỏ bớt mỡ, da và gân được giữ nguyên cả đùi và ướp lạnh qua đêm để thịt săn lại. Sau đó người ta sẽ dùng muối ướp trong một ngày. Đùi heo sau khi được tẩm ướp phải bảo quản trong 3 năm mới mang ra phục vụ món ăn. Ở Tây Ban Nha, món đùi heo xông khói Jamon Iberico thường xuất hiện trong các bữa tiệc, dịp lễ quan trọng như ngày tụ họp gia đình, ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Cứ vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, người dân Anh lại đổ về vùng đồng quê thuộc hạt Lincolnshire giáp với Nottinghamshire để tham gia một trong những lễ hội truyền thống lâu đời và độc đáo mang tên Hasehut. Tại lễ hội, mọi người sẽ cố gắng giành lấy biểu tượng của chiếc mũ là một ống trụ dài làm bằng da. Cuộc chơi kết thúc khi một đội giành được mũ và đem dâng nó lên cho nhân vật chúa đất. Sau cuộc thi đấu, tất cả lại cùng nhau ăn uống, nhảy múa thâu đêm. Lễ hội này được hình thành từ cuối thế kỷ thứ 13. Truyền thuyết kể rằng nữ quý tộc Lady de Mowbray khi cưỡi ngựa đi dạo đã bị gió thổi bay mất mũ. Những người nông dân trên đồng đã tìm cách để bắt lại chiếc mũ cho bà. Bà đã rất hài lòng và phong tặng cho họ biệt danh chúa tể của những chiếc mũ. Táo bạo, phá cách nhưng thanh lịch, quyến rũ, đó là những từ dùng để miêu tả các bộ sưu tập thời trang xa xỉ Haute Couture vừa được ra mắt tại tuần lễ thời trang Paris 2019. Sẽ phải kể đến những cái tên như Jean-Paul Gaultier hay Giorgio Armani, hai trong những nhà mốt vinh dự có những buổi trình diễn mở màn chào năm mới. Trên nền nhạc Blumer của Charles Trenet, bộ sưu tập được bắt đầu với loạt trang phục xanh lam và trắng với các thiết kế xếp ly kẻ sọc, tái hiện lại mẫu vải trứ danh của Gaultier trong bộ sưu tập Toy Boy từ thập niên 80. Lụa ren, organza là những chất liệu xuyên suốt bộ sưu tập với chút nhấn nhá phá cách của phương Tây cổ điển, pha trộn sự huyền bí của văn hóa Á Đông. Tương tự như Gaultier, bộ sưu tập của Armani cũng tràn ngập sắc xanh đỏ của lụa, gấm Trung Hoa và đặc biệt là những chiếc nón lá cách tân được cài trên đầu của những người mẫu. Nhắc đến thời trang nam giới, không thể không nhắc tới bộ cơm lê của nhà mẫu thời trang hàng đầu thế giới Christian Dior. Bộ sưu tập của năm nay cũng không nằm ngoại lệ với hàng loạt thiết kế tinh tế hiện đại của tương lai, hòa quyện với chút cổ điển rất riêng. Những tín đồ thời trang được chiêm ngưỡng những bộ cơm lê may đo thanh lịch kết hợp với các kiểu áo khoác sành điệu như trenchcoat bomber được dệt lên từ len lông cừu và satin lấp lánh. Nhà thiết kế Kim Sonet đã kết hợp khéo léo với những họa tiết da hổ và da báo đầy tính đương đại khiến các bản phối đầy phá cách và xa xỉ. Phong cách phối đồ theo layer cũng là một trong những hình ảnh mà bộ sưu tập hướng tới, chiếc khăn quàng cổ dùng thay cho thắt lưng hay như áo đính cườm được chăm chút kỹ lưỡng. Sự kiện thu hút nhất đối với giới thời trang lúc này chính là tuần lễ thời trang thu đông 2019 đang diễn ra tại New York của Mỹ. Nhà thiết kế người Nhật Tadashi Soji đem đến tuần lễ thời trang năm nay bộ sưu tập mới với ý tưởng táo bạo được truyền cảm hứng từ các nước Đông Nam Á. Bản màu và chất liệu của Tadashi Soji bao gồm tông màu ngọc, nhung đen, chất vải sequin và phôn. Thương hiệu Tadashi Soji đã có hơn 4.000 cửa hàng trên khoảng 40 quốc gia toàn thế giới. Tadashi Soji nổi tiếng với các trang phục dạ hội và được các nhân vật nổi tiếng tin tưởng nhờ thiết kế những trang phục riêng dành cho các sự kiện lớn. Chương trình ngày mới tiếp tục chuyển đến những thông tin đáng chú ý. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật đăng trên các trang báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một thực tế trong ngành xuất bản của Việt Nam là hễ đề tài nào đang hot, đang có nhu cầu hoặc là độc giả đang tò mò, ngay lập tức thì nhiều đơn vị làm sách cùng đổ xô khai thác, để rồi qua một thời gian dòng sách đó trở nên bão hòa rồi chững lại. Ngoài sách du ký, thị trường xuất bản của Việt Nam cũng từng chứng kiến những cơn sốt đến từ các dòng sách khác như là sách nuôi dạy con, hướng nghiệp, khởi nghiệp, ẩm thực hay là sách về Sài Gòn.
Bài phân tích về xu hướng làm sách đang được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả. Trong bài viết xu hướng làm sách chạy theo hay dẫn đầu của báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều chuyên gia cho rằng chạy theo xu hướng thì dễ, tạo ra xu hướng mới khó. Vấn đề này phụ thuộc phần nhiều ở các đơn vị làm sách, đặc biệt là các nhà xuất bản cần có sự định hướng trong việc xây dựng đề tài của mình. Việc định hướng cho độc giả hoàn toàn có thể làm được, đặc biệt có thể sử dụng uy tín của những người nổi tiếng có lượng bạn đọc hâm mộ lớn như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Anh Khang để định hướng nhu cầu, nhất là cho giới trẻ. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng việc chạy theo xu hướng chỉ mang tính đoạn kỳ, cái gì đến cao trào rồi sẽ bão hòa. Trào lưu có thể làm méo mó đi hình ảnh của người đọc, làm lệch đi nhu cầu của người đọc, nhưng cũng giống như nền kinh tế thị trường, rồi tự thân sự phát triển của xã hội sẽ điều tiết. Chạy theo độc giả hay tạo ra xu hướng mới cho độc giả? Nhiều nhà chuyên môn cho rằng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chuyển đổi của độc giả và nội lực của nhà xuất bản. Nội lực ở đây chính là ước muốn mãnh liệt về sự thay đổi và ý thức rõ rệt giá trị, cũng như là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Khi ước muốn đủ lớn và hiểu mình đủ rõ, các nhà xuất bản sẽ biết mình nên làm theo lối nào để thuận với chính mình. Thông tin trong lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh trật tự và thể thao tiếp tục là đề tài nóng được các trang báo đăng tải trong ngày hôm nay. Trên báo Thanh Niên có bài phản ánh về tình trạng cầu Rạch Miễu liên tục thất thủ đến nghẹt thở, phải xả trạm thu phí lập tức. Theo thông tin đăng tải trong bài viết, những ngày trước trong và sau Tết Nguyên đán 2019, cầu Rạch Miễu huyết mạch lưu thông từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ liên tục thất thủ đến nghẹt thở. Nguyên nhân là do việc nấn ná tiếp tục thu phí của trạm BOT cầu Rạch Miễu. Thứ hai là tuyến đường này chỉ có một làn xe mỗi chiều đã gây nên vấn nạn kẹt xe trong những ngày cao điểm về giao thông trong các dịp lễ Tết. Liên quan đến vụ 6 học sinh chết đuối tại Quảng Nam, báo Tuổi Trẻ vừa đăng tải thông tin. Sáng hôm qua 10 tháng 2, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của 2 học sinh còn lại. Thi thể của 2 em đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng. Một thông tin vui trong lĩnh vực thể thao những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019 được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyệt phẩm từ pha đá phạt của Quang Hải ghi vào lưới Yemen ở trận cuối cùng vòng bảng D ASEAN Cup 2019 đã trở thành tuyệt phẩm đẹp nhất vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Nó đã vượt qua cả bàn thắng của Guili, người Trung Quốc, tung người cú vô lê vào lưới của Philippines cũng ở vòng bảng ASEAN Cup 2019. Điều đáng nói là những ngày đầu AFC phát động bầu chọn bàn thắng đẹp nhất giải, thì bàn thắng của Guili dẫn áp đảo của Quang Hải, nhưng những ngày cuối cùng số người bầu chọn cho Quang Hải tăng đột biến. Tại U23 châu Á năm ngoái, tuyệt phẩm xuất phạt ghi bàn vào lưới của Uzbekistan ở trận chung kết, Quang Hải cũng đoạt danh hiệu tác giả bàn thắng đẹp nhất. Lần ASEAN Cup 2019 này, Quang Hải cũng làm được điều tương tự từ xuất phạt. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu chính thức bước vào mùa khô từ cuối tháng 11 năm 2018. Đến thời điểm này thì nắng nóng đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh với cường độ mạnh, độ ẩm giảm thấp, trong khi không khí thì ngày càng hanh khô. Theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì hiện Bà Rịa Vũng Tàu đang ở mức độ cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm cấp 4, có khu vực cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm về nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để bảo vệ rừng, cơ quan chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng với nhiều biện pháp chủ động. Toàn tỉnh có gần 34.000 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 16% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích đất có rừng hơn 25.300 ha. Thời điểm hiện tại, nhiều địa phương có rừng đang ở trong tình trạng báo động đỏ về cháy rừng. Chủ động ứng phó với giặc lửa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn để có biện pháp ứng phó phù hợp. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2018, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, canh phòng và kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa trong suốt thời gian cao điểm mùa khô. Ngay đầu mùa khô thì chúng tôi đã phải thực hiện ngay các công trình phòng chống cháy để mà giảm thiểu thiệt hại. Thứ hai là các cái bố trí các tổ đực đội để mà trực tuần tra canh lửa để phát hiện sớm để chúng tôi có thể đưa ra các cái biện pháp chữa cháy kịp thời. Lý do là chủ yếu thì các cái đối tượng là lợi dụng
cái lúc mà các cái lực lượng được nghỉ Tết, nghỉ lễ thì thường xuyên xâm hại đến các cái hành vi như khai thác, lấn chiếm để lấy lâm sản, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phát dọn rẫy để chuẩn bị cho cái mùa vụ tới, trong cái mùa mưa tới đây. Đó, do đó là phải đảm bảo được cái quân số để thường xuyên tuần tra ngăn chặn kịp thời, xử lý các hành vi vi phạm nếu có xảy ra. Nhằm tăng cường khả năng chủ động phòng chống cháy rừng, tỉnh đã tập trung kiện toàn ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ở cả 3 cấp, thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng quy mô cấp huyện, tỉnh với phương châm 4 tại chỗ. Các công trình phòng cháy chữa cháy rừng như đường băng cản lửa, hồ chứa nước, kênh mương cản lửa đều đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2019. Ngay tháng 10 của năm 2018, thì cái việc triển khai ứng phó với cái phòng chống cháy rừng là đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn của tỉnh. Đấy, thì như vậy là ngay từ tháng 12 và ngay từ đầu năm 2019 thì công việc này đã được triển khai. Bên cạnh đó thì cái việc mà phối hợp giữa địa phương, các cái đơn vị mà chuyên ngành cần phải có những cái phương án cụ thể, cần phải có những cái giải pháp cụ thể, cũng như một số các cái trang thiết bị cũng đã được đề cập và cũng đã được là Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để mà đầu tư cho các lực lượng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tăng cường công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng. Việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà từ đầu mùa khô 2018-2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết hanh khô ngày càng nắng nóng như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở rất cao. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phải luôn chủ động các biện pháp ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng trong nhân dân, đồng thời kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, canh lửa để phòng xảy ra cháy rừng, phấn đấu không để xảy ra cháy làm thiệt hại tài nguyên rừng. Thưa quý vị, tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng có nhiều câu lạc bộ đọc sách hình thành, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, những người yêu sách tham gia. Điều này cho thấy phong trào đọc sách đang lan tỏa sâu rộng. Một xu hướng rất có ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Bắt kịp xu hướng này, nhiều quán cà phê đã đem sách vào không gian của mình để phục vụ khách hàng yêu sách, cũng là cách lan tỏa văn hóa đọc. Nằm trong một con hẻm thưa vắng trên đường thi sách, Ngọc Tước Bút, cà phê tạo ấn tượng với khách bởi cây xanh rợp mát không gian quán. Bàn ghế trong quán được thiết kế như bàn đọc sách và xung quanh, trên các vách tường là những giá sách. Không đông đúc, ồn ào, nhưng quán luôn có lượng khách ổn định hầu như mọi ngày, phần lớn là những người mê sách. Cái quán cà phê sách thường thường là họ sẽ thiết kế cái không gian, nó tạo cho mình cái cảm hứng. Thứ hai là họ cũng có giống như họ quán cà phê thì họ có cà phê để họ giúp mình mỗi buổi sáng như vậy, thì có cà phê vô thì mình sẽ hoạt động có hiệu suất hơn. Với lại là trong quán cà phê sách thường thường họ cũng có rất tài liệu, họ cũng rất là phong phú. Không, Nhã Nam Book Coffee Vũng Tàu lại tọa lạc ở một con đường sầm uất tại thành phố biển Vũng Tàu, đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng chỉ sau cánh cửa của quán là không gian hoàn toàn yên tĩnh, phù hợp với sách. Nhã Nam Book Vũng Tàu của mình hàng ngày là mình đón tiếp các bạn là khách chủ yếu địa phương và một số khách là các bạn là khách bạn đọc đi từ các tỉnh đến đây, và mình có một số khách là nước ngoài do họ làm việc tại sinh sống tại đây. Đối tượng khách của mình thì đa dạng như là sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng và những gia đình trẻ. Cà phê sách tại thành phố Vũng Tàu có rất nhiều và chủ yếu nhận diện bằng hai hình thức. Một là lấy sách làm trung tâm, cà phê chỉ là phục vụ thêm. Loại thứ hai thì ngược lại. Nhưng dù ở hình thức nào thì cà phê sách vẫn hàm chứa tâm huyết, tình cảm của chủ quán. Chắc chắn là người yêu sách và mong muốn tìm thấy những tâm hồn đồng điệu, mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong bối cảnh thói quen này đang ngày càng mai một. Thật sự bây giờ mạng net này kia nó ra đời thì đôi khi cái sự tiện lợi về Internet thì nó làm cho con người ta loãng đi, lơ là đi với vấn đề về sách vở.
Vì vậy mà chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích và cũng là tạo lập lại cái văn hóa đọc cho mọi người. Có thể thấy cuộc sống đô thị dẫn đến những thay đổi về thói quen, trong đó có thói quen đọc sách. Cà phê sách chính là sự kết hợp đẹp giữa văn hóa đọc và văn hóa thư giãn. Tại thành phố Vũng Tàu, tuy các mô hình cà phê sách xuất hiện chưa lâu, nhưng đã phát huy được nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, nhất là giới trẻ. Cà phê sách trở thành một điểm đến lý tưởng giữa cuộc sống đô thị nhộn nhịp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong cộng đồng. Nhâm nhi một tách cà phê, thẩm thấu từng con chữ trong một không gian được chăm chút như thế, quả thật là gợi nhiều cảm hứng sống tích cực, phải không Nhật Vinh? Đúng là như vậy. Và tôi nhận thấy là ngày càng nhiều bạn trẻ chọn sách làm bạn, góp phần không chỉ làm cho thành phố Vũng Tàu thêm đẹp hơn, văn minh hơn. Và tôi thực sự yêu thích hình ảnh này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11 tháng 2. Thời tiết khu vực tỉnh có nhiều sự thay đổi trong một ngày. Thời điểm sáng sớm và chiều tối khá mát mẻ, đôi lúc hơi se lạnh với mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Tuy nhiên, thời điểm trưa chiều trời nắng với cường độ khá mạnh. Tuy không xảy ra nắng nóng nhưng một số nơi xuất hiện cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô, do đó người dân và các địa phương cần cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Do đó, bà con ngư dân xuất bến đầu năm cần lưu ý. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 2 năm 2019, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 17h45 phút, thấp nhất 110cm xuất hiện lúc 11 giờ. Hy vọng rằng quý vị đã kịp ghi nhớ những thông tin cần thiết. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị một ngày làm việc đầu năm thuận lợi, hiệu quả để có một năm thành công như mong muốn.